Đường hương này tụt hết áp rồi. Mày đừng có dọa anh. Bé. Ui, con to đi. Ui, 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 con to đi. Biếu nhè. Ông này. Ông này quẩy quần. Vội quá. Đi qua bờ nè. Qua bờ nè. Đấy. Chuẩn bị có cá to rồi. Chuẩn bị bắt cá to rồi các chú ạ. Đây đang chuẩn bị bắt cá không? Nhưng mà vẫn xuống ao rồi này mà. Ai thích cá ngon bóng biệt sang bản ba nhá. Lương hương tụt quần rồi nhá. Chuẩn bị à? Đây nha anh em ơi, đang bắt đầu xuống vét cá nhá. Ôi là, đây là chi ông lẻ ơ. Màn chim yến. Màn chim yến siêu phẩm. Bóng này. Vét cá. Cái loại này nó phải có nước chảy to to cứ làm bảo hết cái mùi rồi. Con cá nó nhảy từ 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 đúng không ạ? Cứ từ 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 bên kia không ấy đâu. Cầm cái lao theo bờ chứ. Sơn đong lòng vây tắt tắt ấy toàn chú ý rào ghé đong vây ngánh hùng vây nhưng mà tép bập ở đâu giỏi bô tối rồi à. Không dính rồi không dính rét rồi rét rồi đâu mà dính có mì có năng con cá thì bây giờ này, rồi, có thấy cái túi đó ở đâu đâu vô hướng ơi mong 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 soi 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 cái xin này chẳng hạn bà đây bà này xin lưu xin nó khá nữa kìa hay lưu tê cơ tay thì tôi bỏ nào tay thì tao còn từ 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 tay không cái nữa hả tay mày ra tay dù tên này tay dù cây tên là không 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 bảo túi này chì đây chì nó phải xuống từ từ thôi em nó là phô phô uốn nữa đây đấy đây rồi ba ơi tao bảo ba này mình là bây giờ tối rồi gia đình đi kiếm mồi để uống rượu nha anh em nha. Hôm nay phun sàn nhà ông xong rồi. Cá ơi, tao bảo cá này mày chui vào giỏ vào về nhà với ta. Tối nay mà cá là kiểu gì mai này tụt hết áp rồi. Kiểu là kiểu hôm nay lương hương tụt hết áp rồi. Đấy, một con pập pập rồi đấy. Ra ngoài rồi đó, đá. Chắc chưa ra đâu. Kiểu gì mẹ chả bị tụt hết áp. Mai lường hương này tụt hết áp rồi. Ui. 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 Đừng làm thế cá. Mẹ to đấy, nhìn long long thôi, bây giờ mới thấy nó ra thế này. Như cá như đấy ao nhà. Đây rồi, đây rồi. Đấy, đấy. Như ao nhà ông Hương bây giờ nhảy cứ gừng. Không biết coi như là ông cả Hương, Hương đứng đi, ông Hương đứng sát bờ đi ông Hương ơi. Không, đứng đứng ở sát bờ đi. Nghề rồi, không phải lo. Nghe cũng thấy cá ao cá rồi. Cũng cũng có vẻ là nhiều đấy anh em. Đấy ít cá mà có mấy con mà. Không thả mấy cá nhà em nếu mà không chết thì cá nhà em bây giờ cứ tầm loại 5-6 cân đầy. Không có thiếu một con nào luôn. Nhiều lắm không? Vẫn răng răng thế này. Ui, mày đừng làm thế cá. Mày đừng có dọa anh. Bé ui, con to đi rồi. Ui, 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 con to đi rồi. Biếu nhè. Con to mày đi rồi. Ui, bà bác cải mai này xuống à. Chết lỡ mày hôm mày, lòng to có cùi. Lòng mày lòng hồ mà lấy. Chóng, chóng lưới lên đấy. Mỗi con là tầm hơn con nhá. Hai con là được thoải mái rồi. Hôm nay lại tôi mất chân ra. Tầm hai con là kiểu gì là đó. Mai là phải có anh tụt huyết áp. Đừng huyết áp đâu tụt. Ngày mai lại có người tụt huyết áp xong. Đấy. Sợ nhất là tụt huyết áp. Chú Hiển ơi, hôm nay mày về nhà lại. Đây. Ra mất con. Từ từ. Cứ bỏ tay về. Rồi, tay hẹn bà lúc rồi đi. Không có rồi ơi. Không được rồi, không được rồi. Túi không được rồi.
Mất chưa à? Mất hết à? Trong túi. Nó lạnh quá thôi. Trong túi. Rành rồi. Thấy được con nào rồi? Được một con mà. Đây. Một con là được rồi. Còn nhiều con đấy các anh ạ. Chỉ qua nó bé nhìn không thấy thôi. Con đứa. Cái bờ ao này không phải phát đi. Sao không thấy quẫy vậy? Rơi chỗ đấy. Nhảy từng ra ngoài. Để ngoan nhá. Không cảm nhá. Một con không, không có cá to. Là một con nữa. Còn ít thôi. Gì vậy có hai con? Xin chào anh em. Đấy. Đã xong một hai. Cấm. Đấy. Ôi con ơi nó phải phần hai. Đấy, không to. Thế thôi. Thế ăn thế thôi. Hai thì tắt rồi. Thế là thế là chỉ vươn một gang cơ mà anh em nhé. Chắc thì lấy đi chăm bên kia đi. Ôi, thử túm luôn đi, đưa rồi. Bây giờ không vét rồi. To nhỏ không vét rồi. Nhiều quá không có ai đâu. Hai con. Đoán rồi. Canh đắng. Giờ thả luôn. Ôi, mới con kia mà má con mà. Đây anh em ơi. Sản phẩm tối đây. Ông này đi trước, ông này xách hai bự cá nha. Mùa rét đây mà chưa có thì mới có cá ăn đấy anh em. Không đây không có cá ăn đâu. Cường năm. Chăng đấy phá chám. Nó cắt phá mà. Thế việc không có việc. Bây giờ đang lấy cái vảy trong tí nữa chiên cho nó vàng không cho vào canh đắng cái, nha anh. Cái này lấy ra giòn nó cho lạc vào cho nó. Mình không biết từ ngày trước là thấy thằng ấy kia nó cắt đuôi trong lấy tiết ít lắm. Cái này cắt có con nó dính nó nhiều hơn. Ông đây mà chín á, chín đi kíp á. Đấy nha anh em ơi, trưởng bếp là ông áo vàng kìa nha. Này nó cua một tí được một mâm rồi. Nhanh lắm. Chưa thấy ông khách nào đến nữa này, chết nhỉ.